Xin chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Tập Cận Bình bị con phản bội vì bảo vệ mẹ mình, Tập Minh Trạch đã báo tin cho tướng Bùi Cao Khánh về kẻ đã thông đồng bắt bà Bành Lệ Viện. Tập Cận Bình là một con người độc tài. Sự mâu thuẫn về chuyện tình ái trong gia đình được cho là hoàng gia Trung Quốc này đã đi đến đường không thể hòa giải. Tập Cận Bình cứ lúng quyền lực lấn tới thì buộc Tập Minh Trạch phải chọn một trong hai con đường. Hoặc phản bội mẹ, hoặc phản bội cha. Nếu phản bội mẹ, thì bà Bành Lê Viện và tướng Bùi Cao Khánh hết đường sống. Còn phản bội cha, thì bà Bành và ông tướng Bùi sẽ sống. Chính vì vậy mà Tập Minh Trạch đã chọn con đường phản bội cha để bảo vệ mẹ mình. Thưa các bạn, chuyện là vào buổi sáng ngày hôm nay, trên mạng xã hội của Trung Quốc xuất hiện một video clip ngắn. Đoạn video này được quay lại trên chiếc máy bay hàng không dân dụng của Trung Quốc chở theo duy nhất một hành khách. Có lẽ video này được camera trên máy bay tự quay lên. Khuôn mặt của cô gái không nhìn được rõ lắm. Người đăng tải video này trích dẫn lời đoạn video với tiêu đề: "Đố các bạn, người con gái này là ai? Tại sao cô gái này lại khóc?" Nếu bạn nào trả lời đúng sẽ nhận thưởng 1.000 nhân dân tệ. Ngay sau đó, rất nhiều lời bình luận của dân được đưa ra. Ai cũng mong được mình dự đoán đúng để nhận giải thưởng. Người thì chắc rằng đó là một diễn viên bị người yêu ruồng bỏ nên đã khóc. Người thì đưa ra dự đoán cô bé này là con gái một quý tộc, hãng xe hơi, có người nhà vừa bị chết. Vâng, có rất nhiều người vào bình luận. Những người đăng tải video đó nói rằng chưa có ai đoán trúng. Sau đó, người vào bình luận nói rằng: "Tôi thấy cô gái này rất giống với con gái của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Cô ta khóc vì cha cô bỏ rơi." Sau lời bình luận này, chủ video này đã bấm vào chữ thích vào lời bình luận. Và chỉ cần như thế thôi là dân mạng đã bàn tán xôn xao. Con gái của ông Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch đang khóc trên máy bay. Cô đã bỏ nhà ra đi vì bị cha cô la mắng. Tuy nhiên, sau đó khoảng 15 phút, người đăng tải video này đã xóa bỏ video kể trên. Bởi ở đất nước Trung Quốc, ai cũng biết rằng nếu đồng vào gia đình Tập Cận Bình bới móc, soi mói chuyện gia đình hoặc nói xấu, nói hay đều bị biến mất một cách bí ẩn. Chẳng biết người đăng video này có dụng ý gì hay không, nhưng trò chơi của anh ta đã đi quá xa với hiện tại. Bởi thế mà anh ta vội xóa video trước. Tuy nhiên, trước đó đã có hàng ngàn lượt chia sẻ rồi, thì chạy đâu cho thoát. Sự thực thì video đó đúng là quang cảnh của con gái ông Tập Cận Bình đang khóc. Đó là vào ngày hôm qua, cô đã thuê riêng một chiếc máy bay từ sân bay Trường Thủy, Côn Minh, tỉnh Vân Nam để bay về sân bay Bắc Kinh. Lúc ấy, mẹ của cô là bà Bành Lệ Viện đã bị cha cô bắt cóc từ Việt Nam về Trung Quốc. Cô gọi điện cho cha cô nhiều lần, không được, và sợ rằng ông ấy sẽ sát hại mẹ cô, nên cô đã bật khóc. Câu chuyện này chẳng ai có thể biết được. Ngoài trừ cô ra, ngay cả người lái máy bay cũng chẳng biết, cũng chẳng thế nào biết được tại sao cô khóc. Anh ta chỉ đoán cô gái đã bị cha mắng mỏ gì đó thôi, bởi trong tiếng nấc nghẹn, cô đã gọi lên mấy câu thảm thiết: "Cha ơi, sao cha lại nỡ nhẫn tâm đối với con như thế?" Không hiểu rằng sau đó người quay video hay người trong công ty của hãng hàng không dân dụng đăng lên, có lẽ cả công ty này sắp gặp tai nạn lớn bởi đã moi móc chuyện riêng của gia đình ông Tập Cận Bình. Điều này không thể nào có thể tránh khỏi. Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, ông Tập Cận Bình vì tư thủ cá nhân nên đã lập mưu đầu độc tướng Bùi Cao Khánh và bà Bành Lệ Viện. Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành vì sự xuất hiện đột ngột của con gái ông là Tập Minh Trạch. Có lẽ trên đời này ngoài mạng sống của ông ta chỉ còn mạng sống của hai đứa con gái ông ta nữa. Ông yêu quý hai đứa con của ông còn hơn mạng sống của chính bản thân mình. Ngược lại, ông thù ghét tất cả, kể cả người đã cùng chung chăn gối với ông mấy chục năm là bà Bành Lệ Viện. Người ta nói rằng mỗi con người đều có một điểm yếu riêng, và điểm yếu của ông Tập Cận Bình có lẽ là vì yêu thương con gái quá mức. Trước đó, khi tướng Bùi Cao Khánh mắc mưu dẫn thân sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, tại bên dưới tỉnh Hà Giang, nơi bà Bành Lệ Viện đang ở đó, đại tá Vương Huệ là người được tướng Bùi Cao Khánh chỉ định thay ông chỉ huy quân lính. Tuy nhiên, viên đại tá này đã quá non nớt kinh nghiệm, nên khi 6.000 quân lính của Ngụy Phượng Hòa tấn công, ông đã cho dàn trận dọc binh bộ 466 mà bỏ trống khu vực ở bản Khả Liêng. Đây là tuyến thông ra rừng Cây Thông chạy đến sư đoàn 361 Bông Lau. Đại tá Vương Huệ cho rằng lính Trung Quốc quá đông như vậy, ý định của chúng muốn xóa sổ sứ đoàn này. Ông ta lúng cuống gọi điện thoại cho tướng Bùi Cao Khánh xin chỉ thị. Tuy nhiên, điện thoại của tướng Bùi Cao Khánh bị quân lính Tập Cận Bình thu giữ.
Khi hai bên ngồi vào đàm phán, tin tức này gọi điện về quân ủy trung ương thì cấp trên ra lệnh phải giữ lấy bình đồ 466, không để chúng trải qua vào sư đoàn. Bộ đội ta đã trúng kế hoạch của Ngụy Phượng Hòa. Bởi lúc đó, một toán tên 1.000 tên đã theo đường mòn núi ông Hổ xâm nhập qua rừng, thông tin về sư đoàn bộ ngay lập tức. Bọn chúng tấn công nhấp nhoáng và bắt bà Bành Lệ Viện chạy theo lối cũ về lại Trung Quốc. Nếu hôm đó lính Trung Quốc tỉnh táo hơn nữa và đánh ập từ trong ra, kết hợp với 6.000 quân lính đánh từ ngoài vào, thì quân sĩ của đại tá Vương Huệ có lẽ đã tan tác. Thế nhưng mục đích của chúng là không tấn công về phía mặt biển đồ 466, chỉ kéo dài thời gian để quân lính phía trong bắt cóc bà Bành Lệ Viện. Ngay sau khi bà Bành Lệ Viện bị đưa về đất Trung Quốc, 6.000 lính Trung Quốc tự dưng rút lui. Đại tá Vương Huệ cũng không hiểu lý do vì sao chúng đến nhanh như thế, nhưng khi rút lui, chúng còn rút lui lẹ hơn. Đến lúc đó, người lính liên lạc của sư đoàn bộ chạy đến nơi, anh ta thở không ra hơi và báo lại bà Bành Lệ Viện đã bị lính Trung Quốc bắt đi. Lúc này, đại tá Vương Huệ mới chợt hiểu ra tại sao lính Trung Quốc tấn công tiểu đội 466 lại không tấn công nữa. Ý định của chúng là quá rõ ràng, chúng muốn lôi kéo hết quân lính của sư đoàn 316 ra trận để chống sư đoàn bộ binh, để thực hiện hành vi bắt cóc. Sau việc đó, chúng điểm rút quân. Khi tướng Bùi Cao Khánh về đến nơi thì mọi sự đã an bài. Ông vào phòng của mình, thấy đồ đạc xáo trộn tung tóe, có lẽ đã có một cuộc vật lộn xảy ra ở nơi đây khi bà Bành Lệ Viện cố tình chống cự. Điều này mà tướng Bùi Cao Khánh không hiểu tại sao viên đại tá Vương Huệ lại có thể đưa hết quân ra mặt đất chống giặc mà để lại đơn vị có 20 người hậu cần, nấu ăn và thông tin liên lạc. Một điều khó hiểu nữa là tại sao lại để bà Bành Lệ Viện không rút chạy xuống căn hầm mà hôm trước nữa con gái Tập Minh Trạch đã đưa bạn chạy thoát ra rừng thông. Để trả lời câu hỏi này, ông đã bật tắt căn hầm phòng ngủ của mình và đi thử xuống dưới xem. Vừa bước chân vào đường hầm được mấy bước, dưới ánh đèn sáng của cây đèn pin, ông phát hiện ra một mẩu thuốc lá còn đỏ cách mắt tầm 2 mét. Rõ ràng đây là căn hầm bí mật dành cho ông. Khi xảy ra sự cố, có ai biết bản thân ông thì không nghiện thuốc lá. Hơn nữa, cả năm nay ông chưa từng xuống đó. Có mẩu thuốc lá ở đó, nghi ngờ là có kẻ nào vào căn hầm này. Ông cầm mẩu thuốc lá, quay lên trên và ra khỏi phòng. Ngay sau đó, ông gọi cho mấy người lính công binh mang máy dò mìn đến. Ông căn dặn và rà soát kỹ cẩn thận xem có mìn hay không. Ông cùng hai người lính công binh ngay lập tức cầm máy dò mìn lao vào căn hầm. Chỉ vài phút sau đó, họ mang nặng 2 quả mìn đã được tháo chất nổ. Sau đó, theo lệnh của tướng Bùi Cao Khánh, hai người tiếp tục lao vào đường hầm rà soát hết 6 tầng đầu ra của căn hầm bên kia đổi thông. Tuy nhiên, căn hầm này không còn quả mìn nào khác nữa. Theo nhận xét của hai người công binh này, kẻ gài mìn này đã được học qua lớp cài mìn, bởi vì 2 quả mìn được cài so le cách nhau 1 bước chân. Nếu người vào hầm chắc chắn không dậm đạp hậu quả mìn thứ nhất thì cũng dẫm vào quả mìn thứ hai. Trong đó, hầm thì không có cơ hội sống sót, cho dù có cánh. Hai công binh rút lui, ông gọi đại tá Vương Huệ vào nói chuyện. Viên đại tá này vừa gặp bạn, ông đã liền thoát xin lỗi. Tướng Bùi Cao Khánh không hỏi nhiều, ông chỉ căn dặn hắn tập trung quân lính đi thu dọn chiến trường. Ông tuyệt nhiên không cho hắn biết về chuyện 2 quả mìn trong đường hầm. Lúc nói chuyện với nhau, tướng Bùi Cao Khánh chợt nhận thấy tên Vương Huệ tay đang cầm một điếu thuốc lá dở. Ông chợt mình suy nghĩ đến mẩu thuốc lá hồi nãy ông nhặt được trong hầm mà ông vẫn đút túi áo để làm vật chứng. Trong đầu ông lóe lên ý nghĩ phải xem loại thuốc lá của hắn đang hút có trùng với mẩu thuốc lá của ông nhặt được hay không. Bởi vậy, ông cố tình hỏi hắn thêm một vài câu chuyện khác, không có đầu, không có đuôi. Khi ra đến ngoài sân, Vương Huệ vứt mẩu thuốc lá xuống đất rồi sốt sắng thúc giục quân lính đi thu dọn chiến trường. Bóng hắn vừa đi khuất, tướng Bùi Cao Khánh liền nhặt mẩu thuốc lá của hắn lên và mang vào phòng, đặt 2 mẩu thuốc lá lên bàn và thấy cùng là một mẩu thuốc có chữ Vinataba. Mẫu thuốc trong đường hầm cũ hơn một chút, chứng tỏ nó bị vứt ở đó vào ngày hôm qua khi ông sang Trung Quốc hội bàn với Tập Cận Bình về lệnh ngừng bắn. Trong khi ông đang suy nghĩ thì điện thoại của ông reo vang. Ông nhìn thấy số là có mã vùng quốc tế từ Trung Quốc, tay ông run run bấm nút nghe máy vừa bật mở. Ông nghe thấy giọng của Tập Minh Trạch vang lên, cô hỏi ông có ai bên cạnh ông không. Và khi biết tướng Bùi Cao Khánh chỉ có một mình ở nhà, cô nói khẩn cấp, cha bắt ngay tên đại tá Vương Huệ. Hắn chính là kẻ thông đồng với cha con để bắt mẹ về Trung Quốc. Con chỉ biết vậy thôi, vì không thể hỏi mẹ được. Bây giờ con phải gấp rút đi cứu mẹ. Cứ yên tâm, mẹ sẽ không sao đâu. Tướng Bùi Cao Khánh nghe điện thoại xong, vừa giận vừa vui.
vì tên Vương Huệ chính là gián điệp tay sai cho Trung Quốc. Sống cạnh ông bao lâu nay mà ông không biết gì. Vui vì Tập Minh Trạch báo tin bà Bành Lệ Viện vẫn bình an. Ngay lập tức, ông gọi trung đội vệ binh của sư đoàn đến. Ông ra lệnh, trung đội này mang theo súng ra đồi 466, bắt ngay tên Vương Huệ về sư đoàn để ông tra vấn. Ông nhắc đi nhắc lại là phải bắt hắn ngay lập tức, nếu hắn chống đối bắn lại, có quyền bắn chết hắn. Kính thưa quý thính giả, được biết vào ngày hôm qua, đang ngồi trên máy bay, thì Tập Minh Trạch biết tin mẹ bị lính Trung Quốc bắt đi. Tại sư đoàn bộ 316 Bông Lau, cô đã quay trở lại sân bay Trường Thủy Côn Minh để gặp lại ông Tập Cận Bình. Thế nhưng, cha cô đã rời khách sạn ngay sau khi phái đoàn của Việt Nam do tướng Bùi Cao Khánh bay về Việt Nam. Gọi điện thoại cho cha không được, cô đã nhắn tin cho cha với dòng chữ, khiến sau này cô phải hối hận. Nếu ông làm hại mẹ tôi, thì ông sẽ phải trả cái giá đắt. Tôi sẽ một sống một chết đến cùng với ông. Ngay sau đó, cô thuê hẳn một chiếc máy bay riêng, một chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh để cứu mẹ. Bởi lúc đó không còn chuyến bay nào khác về Bắc Kinh nữa. Ngồi trên máy bay, cô cũng nhắn tin cho Ngụy Phượng Hòa biết là cô sẽ trả thù bất cứ ai nếu làm hại mẹ cô. Mục đích của cô, sợ cha cô tắt máy, không biết tin nhắn ông Ngụy Phượng Hoàng sẽ báo tin cho ông Tập Cận Bình hay không. Bởi biết rằng trong vụ bắt cóc của cô cũng có bàn tay của Ngụy Phượng dính vào. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của Việt Quốc Channel. Hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.